Trong Phineas and Ferb, vì sao tác giả lại chọn Perry là một con thú mỏ vịt mà không phải chó hay mèo cho gần gũi với khán giả nhỏ tuổi? Perry the Platypus là một trong những nhân vật sở hữu lượng fan hùng hậu nhất series. Perry là đặc vụ bí mật của một tổ chức chính phủ, nhưng thường ngày, Perry sẽ sống dưới vỏ bọc là thú cưng của hai cậu ấm Phineas và Ferb. Có 3 lý do tại sao tác giả của Phineas and Ferb lại chọn Perry là thú mỏ vịt. Đầu tiên là việc tác giả rất thương các bậc phụ huynh, nên ông muốn chọn một loài động vật mà trẻ em xem phim xong sẽ không thể đòi bố mẹ mua cho một con được. Tiếp theo là tác giả biết rằng Perry sẽ không thể nổi bật được nếu nó là một con vật phổ biến như chó hay mèo. Vậy nên việc chọn Perry là thú mỏ vịt đã khiến đây là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của làng hoạt hình thế giới. Lý do cuối cùng là vì rất ít người biết đến loài thú mỏ vịt, nên tác giả có thể tự do bịa đặt mọi thứ về nó mà không sợ bị khán giả bắt lỗi. Ví dụ như thú mỏ vịt ngoài đời màu nâu, chứ không con nào xanh lè như Perry, thú mỏ vịt cũng sẽ không thể đi lại bằng hai chân như đặc vụ Perry được.